cháy lớn tại tòa nhà 9 tầng. Chiều 22 tháng 6, Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra vụ cháy tại tòa nhà cao tầng mới xảy ra trên địa bàn. Tầng tung của tòa nhà cao tầng bất ngờ xảy ra cháy, lửa và khói nhanh chóng bao trùm cả khu vực tầng tung tòa nhà. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào chiều cùng ngày tại tòa nhà cao 9 tầng trên địa bàn phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Người dân chứng kiến vụ cháy cho biết ngọn lửa cùng khói đen ngùn ngụt bốc ra ở tầng thượng của tòa nhà, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường cho biết hiện vụ cháy đã được khống chế. Bước đầu không ghi nhận thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.